Chiều ngày 27 tháng 3, Bộ Công an C44 đã tống đạt quyết định khởi tố bị can cho tại ngoại thêm 3 nhân viên phòng khách hàng của Exim Bank chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh về tội thiếu trách nhiệm gây ra thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của nhà nước. Theo đó, 3 nhân viên bị khởi tố gồm Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Trần Nguyễn Xuân Lan và Cao Lan Phương. Theo một lãnh đạo của C44, Trâm, Lan và Phương là người có liên quan trực tiếp trong vụ Lê Nguyễn Hưng, nguyên phó giám đốc Exim Bank thành phố Hồ Chí Minh chiếm đoạt 245 tỷ đồng tiết kiệm của bà Chu Thị Bình. Theo kết quả điều tra ban đầu, ba bị can này bị khởi tố với vai trò đồng phạm đã giúp sức tích cực cho Hưng để Hưng chiếm đoạt 245 tỷ đồng tiết kiệm của bà Chu Thị Bình. Hưng đã bị khởi tố truy nã quốc tế về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hiện đã trốn ra nước ngoài. Trước đó, ngày 26 tháng 3, C44 cũng đã tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Hồ Thị Thủy và Nguyễn Thị Thi, nhân viên phòng khách hàng của Exim Bank chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh về tội cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế của nhà nước gây ra hậu quả nghiêm trọng.